Mời các bác cùng Thanh Tâm Audio trải nghiệm hệ thống loa công nghệ đến từ thương hiệu Neem, một trong những thương hiệu audio danh tiếng từ Pháp. Phiên bản mà ngày hôm nay chúng ta sẽ mở hộp cũng như là tìm hiểu đó là thiết bị Neem Muso QB thế hệ thứ hai. Bên trong thùng khi mà chúng ta mở ra thì các bác sẽ có một hệ thống catalog hướng dẫn sử dụng của Neem được làm bằng tiếng Anh. Nhân vật chính sẽ nằm bên trong này. Và bên cạnh đây chúng ta sẽ có bộ phụ kiện. Trong cái hộp đựng phụ kiện này thì chúng ta sẽ có ở đây là hai sợi dây nguồn các bác nhé, hai sợi dây nguồn và có một điều khiển từ xa, remote control. Và đây là nhân vật chính các bác nhé, Neem Muso QB2. Và các bác có thể thấy đó là một sản phẩm cao cấp đến từ Anh Quốc. Họ có một cái cách đóng gói rất là chi tiết cũng như là sạch sẽ. Bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng ta trên tay thì sẽ có màu sắc đó là màu xám lông chuột. Và mặt trước cái phần lưới e-căng có một cái màu đó là màu đen các bác nhé. Các cổng kết nối phía sau của chiếc loa di động Neem Muso QB2 được thiết kế như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một đường nguồn vào với chân cắm là nguồn số 8 và nguồn điện sẽ tương thích tới thị trường Việt Nam. Các bác không phải sử dụng đổi nguồn các bác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cổng USB. Cổng này thì sẽ giúp các bác có thể kết nối những ổ cứng, những USB chứa nhạc bên ngoài vào và cắm vào đây. Máy sẽ nhận và chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để có thể chọn bài ở phía trong nguồn phát đó và phát ra loa. Tiếp theo, chúng ta sẽ có thêm một cái đường mạng LAN với tiêu chuẩn 10/100/1000 Gigabit. Và tại sao trên những cái sản phẩm công nghệ, đặc biệt những sản phẩm đời mới, mặc dù đã có tích hợp Wi-Fi, tuy nhiên các hãng cũng như các thương hiệu vẫn đưa vào trên cái thiết bị đó một cái cổng mạng LAN. Tại vì họ muốn người dùng có một cái trải nghiệm tốt nhất đối với những streamer chuyên nghiệp, chuyên sử dụng cái nền tảng streaming với cái tốc độ truyền tải mạng cao. Vì thế cho nên Wi-Fi đôi khi sẽ không đáp ứng được cái tốc độ truyền file của những cái bản nhạc DSD cao cấp. Vậy cho nên những sản phẩm đó thường sẽ được trang bị thêm một cổng mạng RJ45 với tiêu chuẩn Gigabit các bạn nhé. Và chúng ta cũng sẽ có thêm một cái đường optical. Cái đường kết nối này thì sẽ giúp các bác có thể kết nối với những chiếc TV thông minh xuất âm qua optical và chơi qua cái bộ Neem Muso QB2 này. Tiếp theo là một đường chân cắm 3.5 với cái chân rất là nhỏ ở đây và chúng ta sẽ có một cái điểm reset để có thể reset cài đặt gốc những cái kết nối của Neem Muso QB2 về cái kết nối mặc định ban đầu. Đây là phần đế của Neem Muso QB2 và em nghĩ rằng rất là ít các bên review có cho các bác xem cái phần đáy của loa tại vì nó cũng không có nhiều những cái thông số ở những cổng chơi quan trọng. Tuy nhiên thì em cũng sẽ muốn giới thiệu tới các bác về cái phần thiết kế này. Các bác có thể nhìn thấy đó là Neem Muso QB2 được thiết kế với một cái bệ đỡ toàn thân ở phía trên bằng một cái chất liệu đó là dạng nhựa kính và với cái độ dày lên tới khoảng trên 1cm. Và ở phía trong của cái phần đế loa chúng ta sẽ có cái thông số kỹ thuật về cái tiêu chuẩn tiêu thụ nguồn điện được in và đăng tải cũng như những cái quy chuẩn được bố trí ở phía sau đây. Và ở phía này thì chúng ta sẽ có một cái đặc điểm rất là quan trọng mà các bác sẽ nhìn thấy nó là một trong những yếu tố cấu thành nên thương hiệu của Neem. Đó là về cái sự xa xỉ trong thiết kế với cái vẻ đẹp mà khi mà các bác lần đầu tiên nhìn thấy các bác đã rất yêu thích ngay. Đó là sự kết hợp giữa cái phần nhựa kính đây và cái logo cũng như cái hệ thống đèn LED các bác nhé. Cái đèn LED này khi chúng ta sử dụng vào ban đêm ấy, nó sẽ tỏa sáng và giúp cái nhựa kính này nó phát sáng lên. Nó sẽ rất là sang trọng các bạn nhé. Khi mà nói về kích thước của Neem Muso QB2 thì nó sở hữu một cái kích thước rất là khiêm tốn với cái chiều cao là 21cm, chiều sâu cũng là 21 và chiều rộng cũng là 21cm. Nó chỉ chênh nhau khoảng 0,5 dặm với 1cm thôi các bạn nhé. Thiết kế của loa thì các bác sẽ nhìn thấy toàn bộ bên phần mặt trước, mặt bên trái cũng như bên phải đều được bọc bởi một cái lớp e-căng vải. Và cái lớp e-căng vải này các bác cũng có thể mua để thay thế để có thể biến tấu cái hệ thống loa Muso QB2 của mình với nhiều màu sắc hơn,
phù hợp với nhiều cái gam màu cũng như tính cách hơn. Bây giờ thì em sẽ tháo ra các bác cùng xem nhé. Bác sẽ tháo từ phía sau như thế này. Ok. Đây, cái phần ê căng của loa thì các bác có thể nhìn thấy đây. Em sẽ zoom máy lại xa hơn một chút. À, thoạt nhìn ấy thì chúng ta sẽ nghĩ, hoặc là kể cả bản thân Thanh Tâm cũng nghĩ là nó sẽ có một cái sở hữu một cái ê căng, đó là ê căng phẳng theo cái dạng hình 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 vuông như thế luôn. Nhưng mà không các bác nhá. Cái điểm ở trên ê căng ấy nó sẽ là điểm gồ ghề. Đây các bác nhìn thế này. Nó sẽ là những cái điểm sóng gồ ghề uốn lượn và ba cái hướng cạnh giống y chang như nhau hết. Như em đã chia sẻ với các bác, phần ê căng này các bác có thể mua và thay thế với cái những cái màu sắc khác nhau. Thì các bác có thể tham khảo ở trên website của NEM cũng như là những cái website của nhà phân phối như là Hoàng Hải, thì các bác sẽ lựa chọn thêm được những màu sắc mới. Và khi tháo cái phần ê căng ra ấy, thì toàn bộ những cái củ loa ở bên trong của NEM Muso QB2 sẽ lộ ra các bác nhá. Và các bác có thể nhìn thấy họ thiết kế nó rất là uyển chuyển. Ví dụ như là các bác có thể nhìn thấy đó là cái phần loa mid cũng như loa tép được thiết kế dải bên này sẽ đánh hướng vào góc bên tay trái, còn dải bên tay phải này sẽ đánh hướng về hướng bên tay phải. Vì thế cho nên nó sẽ tạo ra một cái âm trường rộng hơn và đáp ứng được cái môi trường nghe tốt hơn các bác nhé. Con này thì sẽ có một cái chất liệu thiết kế, đó là cái phần thiết kế của bệ loa đây được làm bằng nhựa, riêng phần mặt trên này được làm bằng nhôm phay xước. Thì lát nữa em sẽ kết nối nguồn điện để cho các bác chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Nemuso QB2 khi mà cái công nghệ trên cái loa di động này nó bắt đầu được trải nghiệm, cũng như được các bác có thể trải nghiệm, cũng như là được sẽ nhìn thấy cái sự hiện đại của Nem sẽ như thế nào. Và ở bên mặt trước chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ có này, một bass này và hai trung âm, hai mid. Đường kính của mid thì khoảng, ở đây em nghĩ là khoảng 5 cm, và bass đó tép đường kính 2 cm, và ở hai bên hông của loa cũng có hai bass chủ động nữa. Đây các bác có thể nhìn thấy hai bass chủ động đánh hai bên. Và với cấu trúc khá là nặng đấy các bác nhá, với cấu trúc driver, với ở đây chúng ta sẽ có là 5 hệ thống loa chính ở phần giữa và hai loa bass chủ động ở hai bên, chúng ta sẽ có 7 củ loa cho tới cái công suất đó là 300W các bác nhé. Một công suất mà em nghĩ rằng nghe rất là xa vời đối với một cái kích thước chỉ 21 x 21 thôi, nhưng các kỹ sư của NEM họ đã làm được. Và cái hệ thống NEM Muso QB2 này đã được cái tích hợp cái nền tảng phần mềm độc quyền riêng của NEM dành cho cái nhu cầu stream nhạc, và được phát triển bởi 20 năm kỹ sư qua 3 năm các bạn nhé. Có nghĩa là công nghệ streaming của NEM được phát triển độc quyền và mất 20 năm người trong 3 năm với tạo ra cái nguyên mẫu này. Ok. Và cũng có một cái điểm đặc điểm mới ở trên cái hệ thống NEM Muso QB2 này, đó là cái bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số DSP sẽ được làm mới và cao hơn gấp 10 lần so với cái thế hệ trước. Đó, vì thế cho nên cái công suất đáp ứng của nó sẽ là lên tới 300W, một trong những con số rất là ấn tượng. Và đây là góc nhìn phía trên nhìn xuống của NEM Muso QB2, một trong những dòng loa công nghệ đỉnh cao tới từ thương hiệu của Pháp. Và các bác có thể nhìn thấy đó là toàn bộ những cái gì tinh tế cũng như là công nghệ nhất đều được hãng trang bị ở phía mặt lưng này. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái mặt phẳng với cái chất liệu là làm bằng nhôm phay xước rất là đẹp. Phần trung tâm chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển control hình tròn với toàn bộ những công nghệ hiện đại nhất của NEM, bao gồm công nghệ cảm ứng tiệm cận. Có nghĩa là khi chúng ta đưa tay gần tới cái khung control này thì cái hệ thống đèn LED cũng như cảm ứng nó sẽ tự động sáng lên, các bác nhìn thấy chưa? Và khi các bác đang kết nối với Muso QB2 mà các bác không chơi nhạc nữa thì máy sẽ tự động tính toán thời gian off khi mà không có tín hiệu đầu vào, hoặc là khi các bác muốn mở thiết bị này lên, các bác chỉ cần quơ tay ra qua cái thiết bị này thì nó sẽ tự động khôi phục cái trạng thái nó là hoạt động lại.
Và ở trong cái control này nó sẽ chứa rất nhiều những cái điểm thú vị. Xin mời các bác cùng trải nghiệm. Đầu tiên chúng ta sẽ lột cái lớp siêu này ra. Ok, em sẽ quay gần hơn để các bác cùng theo dõi về cái bảng control này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tăng giảm âm lượng được thiết kế ở cái viền tròn bên ngoài, bằng cách chúng ta sẽ xoay cái viền bên ngoài đây. Các bác có thể nhìn thấy đó là cái thanh âm lượng nó sẽ tăng dần. Đó, và cái thao tác xoay thì rất là nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo, khi mà chúng ta đưa cái tay vào cái màn hình ấy, nó sẽ hiển thị chúng ta sẽ là có một cái ngôi sao ở đây, thì ngôi sao này chính là cái phần favorite yêu thích mà các bác sẽ cài sẵn những cái bản nhạc ở trên cái phần mềm của máy hoặc là trên Spotify và phát theo cái favorite đó. Hoặc là các bác có thể sắp đặt theo ý thích của mình ở trên cái app của hãng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái nút play cũng như là pause ở đây cho cái chế độ chơi nhạc, và khi chúng ta phát nhạc thì cái play và pause này nó sẽ có thêm một cái hai cái biểu tượng nữa, đó là biểu tượng tiến và lùi bài. Đây, bây giờ em sẽ phát một bài hát cho các bác cùng cùng nghe thử nhé. Đó, hiện tại thì em đang phát nhạc từ Spotify qua cái Nemo Show QB2 này. Đây, các bác có thể nhìn thấy đó là khi đó thì ở trong cái màn hình trung tâm sẽ có thêm cái phần đó là phần tiến và lùi bài, thì các bác cũng có thể chạm vào đây. Và đây là cái hệ thống cảm ứng rất là nhạy các bác nhé, đúng y chang với cảm ứng trên những cái smartphone thông minh bây giờ. Tiếp tới thì các bác sẽ nhìn thấy những cái icon. Ở đây chúng ta sẽ có cái icon đầu tiên với cái bốn hình vuông. Đây là icon để các bác có thể kết nối hệ thống loa Musso QB2 với khả năng chơi multi room, có nghĩa là đa phòng. Có nghĩa là khi các bác mua nhiều những cái con loa này về, các bác đặt ở những vị trí khác nhau và kết nối, nó sẽ phát cùng một bài hát như dạng stereo hoặc những âm thanh đa phòng với rất nhiều kênh. Tiếp theo là chúng ta đang có một cái logo Bluetooth sáng đèn là sụp vào Bluetooth. Đó là về phần kết nối Bluetooth. Còn bên này thì các bác sẽ nhìn thấy cái điểm của cái hai cái icon của cái chế độ chơi đầu vào là optical cũng như là USB cũng như là ổ cứng. Thì cái này thì đã có tất cả các cổng được trang bị phía sau của máy rồi. Và ở trên cùng đây chúng ta sẽ có một cái bảng danh sách. Ở trong này thì sẽ có những cái danh sách yêu thích mà những cái cài đặt sẵn của người dùng, thì khi mà các bác chạm vào cảm ứng đó thì nó sẽ loát ra cái thông tin đó. Tuy nhiên, đối với người sử dụng khi đã mua chiếc loa thông minh này Nemo Show QB2 về, thì gần như tất cả những cái thao tác của các bác khi mà sử dụng cái hệ thống loa này đều sẽ thao tác trên smartphone hết các bác nhé. Nem đã viết cho phiên bản QB2 thế hệ mới nhất một cái phần mềm ở trên điện thoại, và trong phần mềm này các bác sẽ cài đặt được tất cả những cái tính năng của máy cũng như là các bác sẽ thao tác được mọi những cái thông tin liên quan tới chiếc loa này một cách thuận tiện nhất. Thì cái này thì các bác có thể làm theo hướng dẫn sách catalog hoặc là trên mạng đã hướng dẫn rất là nhiều. Trong video này Thanh Tâm sẽ không giới thiệu các bác hướng dẫn kết nối app nữa. Và bây giờ xin mời các bác đi luôn vào tham khảo chất âm của hệ thống loa thông minh Nem Nuso QB2. Để nỗi cô đơn theo anh
trời xa để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim yêu em. QB2 được nhà sản xuất đưa lên tới 300W, một trong những cái công suất rất khủng khiếp trong một cái khối với kích thước là 21x22cm như thế này. Và như đã chia sẻ với các bác, đó là trong cái hệ thống NEM Muso QB2, các kỹ sư của NEM đã thiết kế và nâng cấp hoàn toàn bộ kỹ thuật số âm thanh DSP lên một cái tầm cao mới. Bác có thể thấy đó là trải nghiệm cái chất âm của con này rất là hay và tuyệt vời, và đặc biệt nó có một cái thiết kế rất là thông minh cũng như là hiện đại. Mức giá của máy thì là 20,5 triệu. Bạn nào quan tâm tới chiếc loa thông minh NEM Muso QB2 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thành Tâm. Xin cảm ơn.